Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi là những người sống vì tập thể, luôn có tinh thần trách nhiệm cao với mọi người xung quanh. Tuổi Mùi mệnh thủy có nhiều nguyên tắc sống, vì thế mọi người xung quanh thường hiểu lầm rằng họ là những người lạnh lùng, nghiêm khắc. Thật ra nếu tiếp xúc nhiều, bạn sẽ thấy họ vui tính và hài hước. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho người thân xung quanh họ. Họ cũng là người ham học hỏi, có hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhưng họ không bao giờ phô trương ra bên ngoài. Bên cạnh đó, họ rất coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân, tuyệt đối không làm những việc sai trái, ảnh hưởng đến người khác. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh, cũng như không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, tính cách của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh thiên hà thủy, cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng, nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, mệnh chủ tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, bền lâu hơn. Tử vi về sự nghiệp còn nói rằng, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn, thì các bác tuổi Đinh Mùi chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Các bác nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em, bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác, làm ăn. Bên cạnh đó, Đinh âm hỏa gặp giáp xương mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, các bác cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người ở xung quanh mình. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Đinh Mùi nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đang đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang,
trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi học có nói rằng trong tháng này các bác tuổi Đinh Mùi sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các bác đang theo đường quan vận thì càng cần chú trọng hơn và cần để ý các mối quan hệ ở xung quanh, tránh những xung đột và mâu thuẫn. Bởi điều này sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới con đường công danh, tài vận của chính bản thân. Ngoài ra trong tháng này, các bác sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Không như vậy, các bác tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp trong thời gian này. Cụ thể là những bác đang hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt và mở rộng thị trường. Những bác đang công tác tại các cơ quan đã lập được công lao, được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như các bác tuổi Đinh Mùi không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu bị đổ xong, đổ bể, các bác cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trở dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Chính vì vậy, để cải thiện vận may và sự nghiệp trong tháng này, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Mùi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xem tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 âm lịch cho thấy rằng, đây là tháng có bất lợi về tài chính đối với nhiều bác. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế không cao, thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Nhưng các bác đang làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp các bác cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng các bác vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm và khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Các bác đang làm kinh doanh cũng có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó về phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bên cạnh đó, mức chi tiêu của các bác trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện các bác không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Các bác cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền bạc thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà sức tai tiếng vào thân. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, Thầy Phong Thủy khuyên các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang theo bên mình kim bài, thái tuế hoặc pháp khí bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ các bác trong công việc, làm ăn và kinh doanh. Từ đó, mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này đều rất tốt đẹp. Có thể các bác đã từng cãi nhau với bạn đời vì quá cứng đầu, nhưng các bác sẽ rất hợp nhau trong tháng này. Tuy nhiên, trong gia đình sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Các bác hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con mình. Bên cạnh đó, các bác trai tuổi Đinh Mùi nếu vẫn còn độc thân thì tháng này sẽ là tháng đào hoa của các bác khi có nhiều người khác giới biết đến và có thể bắt đầu các mối quan hệ. Nhưng trong thời gian này, các bác gái cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Cho nên, để kích hoạt vận đào hoa,
thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác tuổi Đinh Mùi còn năng độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 5 âm lịch, các bác tuổi Đinh Mùi tâm tình vui vẻ, tinh thần phấn chấn và không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, kênh phong thủy Gia Cát vẫn nhắc nhở các bác tuổi Đinh Mùi cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Các bác có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai các bác gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng, khiến các bác không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Vậy nên trong thời gian này, các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Đinh Mùi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, kết thúc vào ngày 30 tháng 5, tức ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và thoát thành Hỏa Cụ. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hạnh Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Trong tháng, các bác tuổi Đinh Mùi cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch, mùng 1 tháng 5, tức ngày mùng 10 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Kỷ Sửu. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 5, tức ngày 22 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Tân Sửu. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 5, tức ngày mùng 4 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Quý Sửu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các bác tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Đinh Mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 5, tức ngày 15 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Giáp Ngọ, nạp âm Gia Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 5, tức ngày 27 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Bính Ngọ, nạp âm Thiên Hà Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh.
Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.